Hôm nay Hà Nội mưa gió mát cười các bạn, mát cười lắm. Đi làm thì hơi thất thường tí, mưa mưa nắng nắng, nhưng mà cây cối thì mát, có cả nắng cả mưa. Đấy thì có mưa cái là những cái dòng mà giờ thuộc họ xanh si đó, hoặc là túc này cũng là như vậy thôi, thì nó phun dễ ra rất là khiếp. Chúng ta nhìn đỏ au luôn, và lộc nó có kiểu như xúc tác các bạn. Khí hậu thuận lợi là nó bung lụa dã man lắm, nó bung ra rất là mãnh liệt. Đấy, cái đỏ đỏ này các bác này, đợt tôi bóc hết bệ mà bóc hết cả cái cắt bệ và bóc hết bệ, bây giờ nó mới phun ra này, chuẩn bị phun tràn chậu luôn này. Đấy, thời tiết mưa cái này xanh mướt luôn, xanh mướt luôn. Thế thì video này chia sẻ với các bác là tôi mới lấy con này, thực tế mà nói là nó rất là nhiều tiền, không phải là nhiều tiền tiền trăm tiền chục gì, mà nó nhiều so với cái mức trung bình mà anh em hay chơi bây giờ. Còn bây giờ bập cái đồ này vào thì nó gọi là chơi sâu rồi, gọi là bước vào giới chơi sâu rồi. Thì nhưng mà nó lại có một cái điểm là như này, dáng dấp cây này thì là một cây rất là đẹp. Tôi định lần sau này còn ít hòm hòm thì tôi mới quay. Thực tế cây này ngày xưa là người ta làm rất là ổn, rất đẹp, nhưng mà vì lý do nào đấy nó bị bỏ bê ấy. Thì bỏ bê và nó có một cái tay ra đây này, các bác nhìn thấy nó bị cộc cộc này, là bị người ta cắt đi. Tôi biết trước cái cây này trước khi người ta cắt đi cơ, thì vào tay cái bà buôn này, cái bà ấy không hiểu sao bà ấy cắt đi, thì cái tay hoành ra thì nó cũng bị cháy mất cái lưng ở trên nữa, nhưng mà vẫn khắc phục được. Nhưng mà bà ấy cắt đi, bà bảo chỗ ấy yếu quá bà cắt đi. Thực tế là tổng thể cây này nó đang yếu, mặc dù một cái cốt rất đẹp, rất là mơ ước các bạn, nhưng mà bị yếu. Yếu là do người ta đầy đoạn. Đấy thì tôi về đây mà bà ấy lại bán thì lại để trong nhà, đâm ra là mà rất khó mua bà này nhá, thì đâm ra là nó cũng chưa được. Mặc dù về tay bà ấy cũng mấy tháng rồi nhưng mà cũng chưa được. Tôi biết cái cây này từ lúc bà ấy mới nhập về, còn nhập về ở đâu tôi không rõ, nhưng mà lúc về nó cũng yếu lắm, nhưng mà nhìn thấy là cái cốt này là mê. Thì bây giờ nó xấu hay là nó tàn tạ thì tôi cũng vẫn muốn mang nó về để khôi phục lại nó, hoặc là làm những nét mới cho nó. Thì cũng nhân đây quay cho bác xem là cái cây xanh quê, cốt rất đẹp, ôm đá và có cái dáng rất là điệu, tây cành rất rụt rịt và già, nó bị yếu các bác nhìn này. Cái dâm cái lộc non của nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ, nhỏ như tăm ấy, nhưng mà lên tôi nhá, có một tí nắng mưa nó khác ngay rồi. Bà để trong nhà nó lâu lắm, nó không nảy được. Bây giờ nó bắt đầu nảy, cứ để đây có 2 hôm thôi bác nhé. Có mưa cái là thời tiết thuận lợi mà tôi chưa cho ra nắng rồi, cứ để trong này thôi. Chỗ này nó cũng đủ nắng rồi, đủ nắng nhẹ, vì nó đang ở trong nhà quen rồi. Tống ra là nó sốc. Thì cơ bản là nó ôm đá rất là nghệ thuật và ôm đá lâu năm lắm rồi. Cái chân đế này rất là vững. Cái khay này thì nó hơi, trước đây ấy, thì nó vừa với cái form tán, cái tán nó thậm chí nó vượt cả cái mép chậu này kìa. Đấy, thì đúng ra là đẩy lùi sau một tí nữa, tí thôi, nhưng mà thôi không sao, để vượt lại xong rồi tôi sẽ có những cái bước chỉnh sửa, khỏe cây tôi mới chỉnh sửa các bạn. Ví dụ như những cái mớ rễ mà buông buông ở đằng trước là tôi không dùng, tôi bỏ đi. Tôi xoay chút vì nó khá là nặng, nó cao độ chắc nó phải cao tầm 60 phân thì mặt chậu rồi luôn đấy. Và một mình tôi bê là khá là vất vả, tôi đặt lên cái này để sẵn sàng để quay các bác xoay đây, nhưng mà đấy, nhưng mà nó đang bị đây, từ mặt chậu lên đi, mặt chậu lên, mặt nào cũng rất đẹp quá. Ôm đá thì thôi rồi,
nó bị kịch đây, mà tôi một tay tôi cầm máy quay, một tay thì không bê được cái cây này, phải hai cái tay mà khiêng rất là ì ạch mới khiêng được. Thì ý tưởng tôi sẽ làm cái chân nó xòe ra đây, tất nhiên phải vực bón, tôi chưa kịp làm gì cho nó xòe, cho chân nó đế nó vững theo so với cái hòn đá này. Đấy, xòe rộng ra đây như này, sau đây quá nhé, sau này các bạn nhìn thấy tay cành nó cắt giật nó từ rất là lâu rồi, kết hợp cắt giật biết làm nhưng lại có thể là vào tay một cái người nào đó người ta bỏ bê, người ta không mê nữa. Đấy, tay cành nó rất là lục cục, rất là đẹp, rất là mê và tự nhiên các bạn, rất tự nhiên. Đấy, các bạn nhìn nào, nó ôm cái viên đá này thì nó là cái đá gì tôi cũng không rõ, nhưng nó hơi màu hồng hồng một chút, hơi màu hồng hồng. Viên đá nó không có gì đặc biệt nhưng mà nó thẳng trục và nó được cái rễ nó ôm rất là đều, cho nên là nhìn nó rất là hay. Đấy, và nó cũng hồng hồng, nhìn nó cũng yêu, cái da cây xanh này rất là sáng, da trắng. Đấy, cái mặt chân đằng này thì ổn này, mặt đằng kia thì hơi chưa rộng được bằng cái này nhưng mà rất ok rồi, rất nhiều dữ liệu. Đấy, các bạn nhìn nó ôm đá rất điệu nghệ. Trên xuống cho bác xem. Đấy, đây các bác nhìn thấy cái chỗ này nó cộc lốc như cái, tôi cứ tạm gọi nó như cái đầu bờ ấy, các bác thông cảm, hơi tục nhưng mà bà này bà ấy làm buôn mà, bà cứ gọt bỏ nhìn nó tù nhìn như cái nhìn chết khiếp ấy. Thì bây giờ thôi thì người ta đã cắt đi rồi thì bây giờ tôi sẽ đứng cái mặt này cho nó dễ, tôi sẽ có những cái ý tưởng như này. Tất nhiên bây giờ tôi chưa làm, dù thứ nhất là làm lại cái bệ này rồi và chuyển sang cái chậu mới, khi mà cây nó khỏe lên các bác nhé, nó quen ở đây rồi, và thay vào cái khay nó cũng bầu dục này nhưng mà khay nó nhỏ hơn chút, nhẹ nhàng hơn chút. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tay này, dù có đây thì đang suy nghĩ, dù có nuôi lấy lại cái tay này hay không thì tôi những cái rễ này tôi bỏ hết, những rễ mà buông tôi bỏ hết vì nó mọc không đúng vị trí, nhưng mà nó mọc thẳng trục xuống thì được, nhưng mà nó mọc hơi lệch, có thể để một hai cái thôi. Đó, tôi không thích những cái rễ đấy. Còn một cái nữa là đây, đối với phương án cái tay này, phương án mà để cứu vãn ấy thì cố gắng nuôi cái này mầm ở đâu đấy quanh đây, từ đây trở ra là nó mọc được là ok rồi. Từ đây nếu mọc được tôi sẽ bỏ đi cái tay này, bỏ hẳn cái này đi để nuôi lại, nhưng mà cái đấy thì cũng là khá khó, thì có thể phương án ghép, nhưng mà ghép tôi cũng rất không thích. Đấy, thì là một phương án nhá, thì cái này cần có thời gian thì mới biết nó có này được không, bởi chỗ này bị sờ vào khá là nhiều, mới bị sờ vào đây thì không mọc được, chỉ có hy vọng ở chỗ đâu đây quanh đây mà muốn mọc được thì mình phải thu ngắn cái chỗ này thì nó mới bắn được ra đây, chứ bây giờ cũng khó. Thì đấy là một phương án. Cái thứ hai là tôi thu nó đến đây, tôi vét cái miếng này lên đây, tôi chỉ giữ lại cái tay này làm cái tay chi phong thôi, lấy cái này là thân chính này để đuổi đây. Lúc này tôi sẽ chơi mặt này, tôi sẽ chơi này. Các bác suy nghĩ là tôi tưởng tượng là tôi sẽ bỏ cái tay kia đi. Đấy, đấy là một cái phương án mà tôi đang suy nghĩ, là bỏ hẳn cái tay to kia đi. Đấy, thì lúc ấy chơi cái này, lúc đấy cái này sẽ đóng vai trò là cái tay chính, cái đường chuyển của cây nó sẽ như thế này. Vòng vào đây, đánh ra đây. Và cái chỗ này, đấy, cái chỗ này thì cố gắng nuôi lấy một cái phông đỡ, hoặc là cái này rơi xuống. Đây có chất liệu đây rồi. Cái mắt này đang xanh xanh này, tôi sẽ để nó làm cái tay rơi xuống đây, để nó đỡ
đỡ cái chỗ đây. Đấy, các bác nhìn thấy cái mắt xanh xanh không? Đây này. Đấy là một phương án nữa nha. Đấy. Tức là này, cắt đến đúng cái chỗ này. Đấy, bỏ luôn cái tay này đi, nặng nề này đi. Đấy. Đấy, nhìn thấy không? Đấy thì cơ bản là như vậy. Nhưng mà thực tế mà nói là nuôi lại được những cái tay, giữ lại được cái tay này thì nó già cùng với thân thì nó vui hơn. Đấy, thì tất nhiên là cách nào có cái ưu điểm riêng. Thì các bác chia sẻ với các bác như vậy. Tôi cũng chưa chốt phương án nào, nhưng mà bây giờ hiện tại là tôi phải nuôi, tôi để không như này độ lấy vài tháng. Đấy, xong rồi tôi mới làm. Hiện tại cây nó đang yếu. Đấy, các bác như vậy. Chia sẻ với các bác một cây tôi khá là tâm đắc và mất rất là nhiều công sức để đưa nó về đấy. Tiền bạc. Đấy. Rất nhiều tiền bạc. Đây là một cây, còn cây này thì cái đa vui vui tôi hôm tôi cũng định lấy cái này đấy, nhưng mà nó lấy cái này nó là đã hết sạch tiền. Thì tôi, nhưng mà có một bác ở trong, bác ấy mê cái cây đa, bác nhờ tôi tìm hộ thì tôi nhớ ra tôi nhắn cho bác cái cây này. Cây đa trực khá là hay, nhìn các bác nhìn nó đơn giản nhưng mà nó khá là hay các bác. Trực đóng rất hay, bệ rễ rất là côn nhá, tay chốt ok, vuông quả phúc đây rồi, dữ liệu đầy đủ hết và có hai bên rễ vuông rất là thẳng thắn, rất là trực, rất là khỏe khoắn của đa. Đấy, trên cái chậu xi măng này cũng ổn, cũng khá hay, có chân nhé. Chậu xi măng cũng khá tinh, làm khá tinh. Đấy. Đấy, thì bảo là hai anh em thì đều, mặt nào cũng chơi được hết, mặt nào cũng hay hết, thì bảo là hai anh em đều có quả. Đấy, mặt này còn hay nhé, mặt kia là mặt chính nhưng mặt này cũng hay. Đấy, một cây khá là côn chậu. Từ trên xuống cho bác xem. Thì tôi sẽ cố gắng tôi gửi vào cho bác cái sớm nhất. Nó khá là nặng này. IHB lực lên mái xong rồi IHB ra Viettel Post ấy. Cũng khá là căng vất vả. Đấy, còn đóng thùng xốp giết nó khá mất nhiều thời gian. Tôi không có sẵn mấy cái đồ này. Để giúp anh em thôi. Giúp anh em. Đấy. Đấy. Là có hai cái kênh mới. Chia sẻ với bác. Và những cái phương án cho tương lai. Cây, một trong những cây nhiều tiền nhất tôi từng mua là cây này. Ok, cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.